Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với Hồi ức Thời Chiến, kênh chuyên kể về những câu chuyện thăng trầm của lịch sử. Anh em xem là thích, click là nghiền. Anh em thân mến, trong chiến tranh thì ngoài binh hùng thì chắc chắn phải cần có tướng mạnh. Không có tướng tài thì quân có nhiều đến mấy, vũ khí có xịn bằng rời thì cũng chỉ là bia tập bắn mà thôi. May mắn thay, quân đội Việt Nam ta không chỉ có binh lính giỏi mà còn có những vị tướng đứng đầu chỉ huy cực kỳ xuất chúng. Họ đã lãnh đạo toàn quân, toàn dân ta đi đến thắng lợi cuối cùng, giành độc lập cho dân tộc. Đặc biệt trong số đó còn có 11 đồng chí được đích thân Bác Hồ chọn mặt gửi vàng, phong quân hàm cấp tướng và chính là những vị tướng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam. Vậy họ là ai? Và vì sao những đồng chí này lại được nhận vinh dự lớn lao đó? Tất cả anh em hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Anh em thân mến, sau chiến thắng Việt Bắc Thu Đông năm 1947, Hồ Chủ tịch đã bàn với Trung ương nhân dịp này để động viên tinh thần bộ đội. Đánh dấu sự trưởng thành của lực lượng vũ trang qua hơn 2 năm chiến đấu, cần thành lập Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Quốc gia Việt Nam, phong quân hàm cho một số cán bộ quân đội và tặng thưởng huân chương cho những người đã lập được chiến công. Chủ trương này của Hồ Chủ tịch đã được toàn thể thành viên trong Hội đồng Chính phủ hoan nghênh trong cuộc họp ngày 19 tháng 1 năm 1948. Sau đó đúng một ngày, Hồ Chủ tịch đã ký sắc lệnh phong quân hàm cho một số cán bộ lãnh đạo, chỉ huy quân đội. Theo sắc lệnh này, có 11 đồng chí đã vinh dự được đích thân Bác Hồ phong tướng. Đứng đầu trong danh sách này chính là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị đại tướng của nhân dân. Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ra và lớn lên tại quê hương Lệ Thủy, Quảng Bình, không được đào tạo ở bất kỳ một trường quân sự nào, không trải qua các cấp bậc quân hàm trong quân đội. Võ Nguyên Giáp được phong hàm đại tướng vào ngày 28 tháng 5 năm 1948. Ông trở thành vị đại tướng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam khi mới 37 tuổi, là vị chỉ huy chính trong các chiến dịch quan trọng, có tầm ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh của dân tộc. Trong lịch sử, Bác Giáp nổi tiếng nhất với trận Điện Biên Phủ đánh bại thực dân Pháp. Mà nói đến chiến công này của tướng Giáp thì chúng ta phải nói đến người lãnh đạo sáng suốt là Hồ Chủ tịch. Khi dự báo về trận Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: "Con rắn thực dân đã bị ta đánh gãy lưng, song nó vẫn chưa bị dập đầu, và còn đầu thì nó còn có thể cắn. Vì vậy ta cần phải cẩn thận hơn, đề phòng hơn, chuẩn bị hơn nữa để đánh cho dập đầu nó. Khi đó thì ta mới hoàn toàn thắng lợi." Chủ tịch Hồ Chí Minh còn tiền lượng: "Theo kế hoạch của giặc thì trận ấy phải là một trận khủng khiếp nhất. Kết quả trận ấy khủng khiếp thật, nhưng khủng khiếp cho giặc chứ không phải là khủng khiếp cho ta. Chuẩn bị cho trận khủng khiếp nhất, người ta thấy phải chọn một danh tướng có mưu lược để người đó cùng các vị tướng lĩnh khác lãnh đạo toàn quân, toàn dân đi đến thắng lợi cuối cùng, giành độc lập cho dân tộc. Người đã sớm nhìn nhận và trao trọng trách cao cả đó cho đồng chí Võ Nguyên Giáp." Tại buổi lễ phong hàm đại tướng cho đồng chí Võ Nguyên Giáp, trước bàn thờ của Tổ quốc và các thành viên chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh nghẹn ngào lau nước mắt nói: "Việc phong tướng cho chú Giáp và các chú khác cũng là kết quả của bao nhiêu hy sinh, chiến đấu của đồng bào, đồng chí. Chúng ta phải cố gắng, phải quyết giành cho được độc lập, tự do, cho thỏa lòng những người đã mất." Được Bác Hồ tin tưởng, nhưng đối với Bác Giáp, đó vừa là vinh dự, vừa là nỗi lo vì phải gánh thêm trách nhiệm trên vai. Bởi khi đó nếu so sánh tương quan lực lượng, quân đội Pháp được trang bị vũ khí tối tân, luôn có máy bay, xe tăng và đặc biệt là pháo binh Pháp, là binh chủng hàng thế kỷ thiện chiến, dạn dày kinh nghiệm. Bọn địch khảo sát tính toán kỹ sơ đồ, địa hình từng khoảng đất vùng núi lòng chảo Điện Biên Phủ. Pháo binh Pháp luôn thách thức quân đội Việt Nam và thường trực tác chiến với tinh thần chiến đấu cao nhất. Về phía ta, Đại tướng Võ Nguyên Giáp trăn trở tính toán kỹ nhiều phương án. Mặc dù được các nước bạn giúp đỡ vũ khí đạn dược nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, không thể so sánh với xe tăng, máy bay, pháo binh, v.v. của quân đội Pháp thường xuyên tăng viện cho Điện Biên Phủ. Những thuận lợi và khó khăn dần dần hiện hiện, sự thành công và thất bại của chiến dịch, tính mạng từng người lính, chiến sĩ trên chiến trường không thể mạo hiểm, dại dột dốc toàn lực quân đội đánh nhanh thắng nhanh. Phơi lưng lao vào làn đạn hỏa lực trong thế trận pháo đài chiến lũy kiên cố được tính toán đến từng chi tiết của kẻ thù. Giờ phút hệ trọng đi đến quyết định khai chiến, Võ Nguyên Giáp tâm niệm lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Tướng quân tại ngoại, trao cho chú toàn quyền quyết định." Và đại tướng sáng suốt đưa ra quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời chỉ huy, đó là thay đổi phương châm tác chiến từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc tiến chắc. Với quyết định sáng suốt này, trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ đã giành được toàn thắng cao nhất với sự hy sinh xương máu thấp nhất. Có thể nói với nhãn quan thiên tài về quân sự, đại tướng Võ Nguyên Giáp đã kế thừa tinh hoa quân sự của thế giới, phát huy cao độ nghệ thuật chiến tranh nhân dân của truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc, phát huy tư tưởng quân sự và sự chỉ đạo sâu sát của Chủ tịch Hồ Chí Minh để làm nên những chiến thắng vẻ vang, làm rạng danh dân tộc Việt Nam anh hùng. Và tiếp đó là Trung tướng Nguyễn Bình,
Trung tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, được Hồ Chủ tịch ký sắc lệnh phong quân hàm đầu năm 1948 khi chưa là đảng viên Cộng sản. Khi đó là vào cuối năm 1945, ông Nguyễn Bình vinh dự khi được Hồ Chủ tịch tin tưởng cử vào Nam Bộ để thống nhất các lực lượng vũ trang trong đó. Khi nhận được thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gọi gấp về Hà Nội, đồng chí Nguyễn Bình thay bộ quần áo nâu bạc bằng bộ đồ chế lợi phẩm, quần áo kaki, đầu đội mũ kaket, chân đi giày da, mang súng và đeo cả kiếm Nhật đến gặp bác. Với bộ cánh này, ông đinh ninh Bác Hồ sẽ hài lòng vì theo ông đó là một cách gián tiếp báo cáo với Chủ tịch nước về thành tích diệt giặc, thu chiến lợi phẩm của chiến khu Trần Hưng Đạo. Đến Bắc Bộ Phủ, khác hẳn với những gì Nguyễn Bình nghĩ, tiếp Nguyễn Bình là một ông già chân đi dép cao su, giản dị trong chiếc áo Tôn Trung Sơn. Nguyễn Bình tự thấy ngượng về bộ cánh của mình, nhưng Bác Hồ không quan tâm đến vẻ bề ngoài của Nguyễn Bình, người đi thẳng vào công việc. Chú là Nguyễn Bình, tư lệnh đệ tứ chiến khu đó ư? Nghe bác hỏi, Nguyễn Bình vô cùng xúc động, bàng hoàng. Thưa bác, cháu là Nguyễn Bình, cháu về đây theo thư bác gọi. Nguyễn Bình thành thật trình bày. Thưa bác, một Nguyễn Bình ngang dọc giang hồ để làm việc nghĩa. Giờ đây Nguyễn Bình được bác tin cậy giao việc lớn cho cháu. Ông nói tiếng cháu rất rõ, nhưng cháu chưa phải đảng viên Cộng sản. Bác Hồ cười hiền từ và nhấn mạnh. Đảng viên Cộng sản ư? Tổ quốc trên hết. Tôi giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Bình ái quốc, ái dân và bình thiên hạ cho an ninh hòa mục. Bác giao việc chỉ huy bộ đội Nam Bộ cho chú đó. Chú hãy tỏ ra xứng đáng với lòng tin yêu của bác và của đồng bào. Hãy về thu xếp vào Nam ngay. Tình hình Nam Bộ đang như nước sôi lửa bỏng. Bất ngờ bác ôm choàng và hôn lên má Nguyễn Bình, khiến ông xúc động nghẹn lời. Phút giây cảm động ấy theo chân Nguyễn Bình suốt cả cuộc đời. Vòng tay yêu thương của bác đã che chở, tiếp thêm sức mạnh giúp Nguyễn Bình vượt qua gian khổ hy sinh, hoàn thành trọng trách mà Đảng và bác giao cho. Lịch sử đã diễn ra đúng như vậy. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn được đúng người chỉ huy quân đội cho Nam Bộ kháng chiến. Và Nguyễn Bình cũng đã không phụ lòng tin cậy của bác. Ông đã hoàn thành xuất sắc trọng trách được bác giao phó. Nhân dân thân thiết yêu quý gọi ông là Độc Nhãn Tướng Quân. Vì nghĩa lớn mà ông đã bị mất một con mắt máu thịt của mẹ cha, của truyền thống dòng tộc ban tặng cho ông. Thứ ba đó là Thiếu tướng Nguyễn Sơn. Khác hẳn với những tướng còn lại, vị tướng này lại dám cả gan từ chối nhận phong thiếu tướng. Trong hoàn cảnh kháng chiến khó khăn gian khổ, lễ phong quân hàm đợt 1 vẫn được tổ chức trọng thể và kịp thời. Trong 11 vị tướng được phong quân hàm đợt này, có 2 vị trước kia đã làm việc với Bác Hồ trong thời kỳ mà bác hoạt động ở Trung Quốc, học cùng trường Hoàng Phố khóa 4 ở Quảng Châu, Trung Quốc và đã từng chỉ huy quân đội Trung Quốc. Chỉ khác có một điều, Nguyễn Sơn chỉ huy quân đội Cộng sản, còn Lê Thiết Hùng chỉ huy quân đội Quốc dân Đảng. Sau khi có sắc lệnh, có tin đồn đến Việt Bắc, Nguyễn Sơn chỉ huy quân đội Cộng sản, còn Lê Thiết Hùng chỉ huy quân đội Quốc dân Đảng. Sau khi có sắc lệnh, có tin đồn đến Việt Bắc là Nguyễn Sơn không chịu nhận sắc lệnh phong thiếu tướng. Hơn thế còn nói rằng mình là thừa tướng rồi, không cần gì đến thiếu tướng, hoặc là cấp thiếu tướng xin phong cho đồng chí Đào Chính Nam, khu phó, còn tôi xin nhận cấp đại tá thôi vì tài đức kém, vân vân. Nguyễn Sơn là một tướng có tài, đã từng tham gia vạn lý trường chinh, có năng lực trên nhiều mặt. Tuy thế thì ông lại chủ quan là tư lệnh liên khu 4. Ông không giữ được đoàn kết chặt chẽ với các đồng chí lãnh đạo đảng và chính quyền trong khu. Nhưng Nguyễn Sơn đã trì hoãn lễ thụ phong do Ủy ban Kháng chiến Hành chính Liên khu 4 được Chủ tịch nước ủy nhiệm tổ chức. Chủ tịch nước ký sắc lệnh phong tướng mà tướng chế thấp, không nhận sẽ thật là quá đáng. Hành động trên có thể quy vào tội phạm thượng, vô kỷ luật, vô tổ chức. Ở thời phong kiến thì người phạm tội ấy là khó toàn mạng. Trong trường hợp này nếu ra một mệnh lệnh chỉ trích, phê bình và cảnh cáo, có thể sẽ làm Nguyễn Sơn phản ứng thêm. Nhưng nếu không có một hình thức nào để Nguyễn Sơn chấp nhận sắc lệnh thì cũng không được. Phép nước chẳng ra sao, kỷ cương bị xem nhẹ. Và cái chính là làm sao để giải quyết cho trong ấm ngoài êm, không để người có lỗi vào ngõ cụt, lại khiến người ấy phục thiện, khơi dậy cái tốt, cái mạnh, đồng thời để tránh địch lợi dụng mâu thuẫn, làm hại cho sự nghiệp chung. Chắc là khi ấy Chủ tịch Hồ Chí Minh đã suy nghĩ, cân nhắc kỹ hoàn cảnh, trình độ tác phong của Nguyễn Sơn để chọn phương án thích hợp. Không lấy tư cách là Chủ tịch nước, dùng quyền hành mà với tình anh em để bảo nhau. Gửi người em tên Sơn, thư của người anh có cùng họ Nguyễn, không phải là mệnh lệnh mà là một bài thờ tặng, coi như không hay biết việc gì, không đề cập gì, chỉ nói ý cho họ hiểu lỗi lầm của họ. Khen Nguyễn Sơn làm được như 12 chữ của Tôn Tư Mạo, nhưng khuyên phải làm tốt hơn nữa. Theo những người công tác gần đồng chí Nguyễn Sơn, khi nhận được 12 chữ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nguyễn Sơn phải thốt lên: ông cụ Hồ khiếp thật. Sau đó vì quá nề phục tấm lòng cao thượng của Bác Hồ, ông báo cho anh em trong khu bộ chuẩn bị đón đặc phái viên và nhận sắc phong ngay. Trong trường hợp với Nguyễn Sơn, cách ứng xử, phương án mà Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn là rất chính xác và thật tối ưu. Chỉ qua một giọt nước, ta có thể thấy được vị mặn của biển cả. Chỉ một cách ứng xử của Hồ Chí Minh với Nguyễn Sơn,
ta có thể rút ra được nhiều bài học, nhất là trong quản lý, lãnh đạo ở thời kỳ đổi mới đất nước hiện nay. Thứ tư là Thiếu tướng Chu Văn Tấn, hùm xám Bắc Sơn. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, ông Chu Văn Tấn có khoảng 30 năm gắn bó thân tình với Chủ tịch Hồ Chí Minh, và ông có một sức hấp dẫn lớn đối với đồng bào các dân tộc khu tự trị Việt Bắc, đặc biệt là dân tộc Tây, Nùng. Những người làm việc dưới quyền của ông đều coi ông là mẫu hình lý tưởng để vươn tới. Đại tá Nguyễn Huy Văn, tức Kim Sơn, cựu chiến sĩ Việt Nam giải phóng quân kể, là thượng cấp mà khi đến làm việc với chúng tôi, ông có một phong thái vô cùng bình dị, cùng ăn những bữa cơm đạm bạc chỉ có rau và măng rừng, cùng ngủ chung trên một sàn nứa trong khu nhà trống hơi trống hoác. Vì vậy cụ Hồ đã gọi Chu Văn Tấn là người anh cả của lực lượng du kích quân Việt Nam. Có thể thấy cụ Hồ đánh giá cao vai trò của Chu Văn Tấn. Tình cảm và sự tôn trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho tướng Tấn không chỉ là lời nói mà nó được thể hiện bằng việc làm cụ thể. Đó là hàng loạt quyết định nói lên vai trò quan trọng của Chu Văn Tấn. Ngày 20 tháng 1 năm 1948, Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 111 phong quân hàm Thiếu tướng cho Chu Văn Tấn. Đáp lại tình cảm của bác trên cương vị thủ lĩnh khu tự trị Việt Bắc, ông đã có những đóng góp to lớn trong sự phát triển của khu vực này. Ý thức được giao thông là huyết mạch của khu tự trị, ông phát định phong trào thanh niên tình nguyện 6 tỉnh trong khu đi lao động và hình thành con đường Hà Giang, Đồng Văn, Mèo Vạc, một huyết mạch quan trọng của cả vùng. Đội quân du kích của ông nổi tiếng khắp vùng, làm cho các đội quân của Pháp hễ nghe tới tên của ông đều tỏ ra khiếp sợ. Coi đó là mối hiểm họa cực kỳ to lớn đối với quân đội Pháp. Các binh sĩ Pháp đặt biệt danh cho ông là Hùm Xám Bắc Sơn. Và thứ năm đó là Thiếu tướng Lê Thiết Hùng. Cuộc đời của Thiếu tướng Lê Thiết Hùng, sinh năm 1908, mất năm 1986, có nhiều dấu ấn đặc biệt. Ông được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trực tiếp kết nạp vào Việt Nam Cách mạng Thanh niên năm 1925, được cử đi học trường Võ Bị Hoàng Phố, Trung Quốc, rồi được giao nhiệm vụ tham gia quân đội Tưởng Giới Thạch, được phong quân hàm tới đại tá, đại hiệu. Sinh thời, ông tự hào, tôi là người học trò nhỏ của Bác Hồ. Trong hồi ký, người học trò nhỏ của Bác Hồ do Thiếu tướng Lê Thiết Hùng kể, đại tá nhà văn Siêu Hải thể hiện đã cho biết nội dung cuộc gặp này tại Bắc Bộ Phủ. Bác hỏi ý kiến ông. Suy nghĩ trong giây lát, ông đáp, thưa bác, tôi xét thấy chưa quen làm việc với bọn Pháp, ít am hiểu về bọn chúng, đề nghị bác chọn một đồng chí khác có năng lực hơn. Nghe vậy bác động viên ông, kìa, chú định thay mặt Thường vụ Trung ương về công tác cán bộ đấy à? Thường vụ và bác đã cân nhắc kỹ, việc này chỉ có chú làm được, chú nhận đi. Cửa phòng hé mở, có người định bước vào, bác ra hiệu hãy đợi, rồi nói tiếp. Tướng Valui, tướng Sa Lăng, tướng Alexandri và cả Saint-Denis lúc này đều có mặt ở Hà Nội. Mấy năm qua họ nằm ở Ấn Độ, ở Côn Minh hoạt động tình báo và nắm tình hình của ta. Nhiệm vụ của chú không dễ dàng đâu. Siết chặt tay ông, bác nói thêm. Trước đây trên chục năm, chú sống trong quân đội tưởng đầy chông gai, cạm bẫy. Chất thép trong con người chú đã được tôi luyện giả dặn. Nay vào cuộc chiến đấu mới, đối mặt với thực dân xâm lược Pháp, phải thêm chất hùng của dân tộc ta nữa. Bà đã nghĩ kỹ, chọn cho chú cái tên mới, Lê Thiết Hùng. Từ đó Lê Quốc Vọng mang tên mới là Lê Thiết Hùng. Cái tên này đi theo ông đến cuối đời. Đồng chí Lê Thiết Hùng là người được phong quân hàm tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam từ năm 1946. Trước đó phong quân hàm chính thức 2 năm, năm 1948. Anh em thân mến, ngoài những vị tướng kể trên, trong buổi lễ phong quân hàm cấp tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam còn có Thiếu tướng Hoàng Sâm, Thiếu tướng Hoàng Văn Thái, Thiếu tướng Lê Hiến Mai, Thiếu tướng Văn Tiến Dũng, Thiếu tướng Trần Đại Nghĩa, Thiếu tướng Trần Tử Bình cũng vinh dự được Bác Hồ phong chức Thiếu tướng đầu tiên của quân đội. Đó đều là những vị tướng luôn hết lòng vì kháng chiến, vì nhân dân, vì quân đội. Một lần nữa chúng ta hãy cùng gửi lời biết ơn đến họ, những người đã góp phần mang đến độc lập tự do cho dân tộc. Cảm ơn anh em đã ở lại theo dõi video đến phút cuối cùng. Xin kính chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.